coi có ông nào vừa ý kiến với chị đứa đi. Chồng mất mấy năm dằn đeo lủng lủng. Thèm quá. Em thèm cái đó đó, em thèm cái cơm cháy đó. Lần đầu tiên con đến đây cũng rất là hân hạnh, trên đường đi cũng gặp được đại đức. Phụng xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phụng đang có mặt tại xã Bàn Thạch, huyện Dòng Riền. Và phía sau Phụng đó là chùa Dòng Đá. Thì hôm nay thì Phụng sẽ đến thăm chợ Bàn Thạch. Thì Phụng mời quý vị cùng khám phá chợ Bàn Thạch với Phụng nha. Đây là chùa Dòng Đá, một ngôi chùa cổ kính của xã Bàn Thạch. Thì xã Bàn Thạch thì có hai ngôi chùa, đó là chùa Dòng Đá và chùa Cây Trơm. Thì phía trước thì quý vị thấy không, mình sẽ qua một cây cầu đó. Và mình sẽ qua một cây cầu sắt nữa, thì bên đó là sẽ là chợ Bàn Thạch. Sẽ tạo quanh một dòng chợ để cho quý vị cảm nhận được phong cảnh làng quê, một cái chợ xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Dòng Riền. Bây giờ thì cũng sẽ chạy nha. Thì thường bà con ở miền quê sông nước thường đi chợ cũng bằng giỏ lãi đó quý vị, phương tiện giao thông ở những miền quê sông nước cũng chủ yếu bằng giỏ lãi. Phong cảnh rất là thơ mộng, kèm theo những cái không khí thì rất là trong lành. Bây giờ thì Phụng sẽ quay sơ một cái dòng chùa Dòng Đá cho quý vị cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây, đầu tiên là cái khuôn viên của chùa Dòng Đá. Chùa Dòng Đá thì ngay chân cái góc kinh cặp bên xã, đang xã hay gì? Cô đi chợ hả cô? Đi chợ về hay là bán đồ? Bán đồ, bán. Ơi bán về sao sớm vậy? Bán gì vậy cô? Cá gì vậy? Bán cá đủ thứ hết. Cá nhà mình bắt hả? Cá bắt. Bán hết chưa? Bán hết rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cái cây này quá trời to à quý vị. Con chào sư ạ. À. Sư làm ơn giới thiệu giùm con. Sư chức danh là đại đức hay là sư đại đức? À đại đức gì đại đức? Đại đức danh non chùa Dòng Đá. Đại đức danh non chùa Dòng Đá à, chùa Dòng Đá nhưng mà là chủ trì không? Dạ, chủ trì. À rồi, rồi con xin giới thiệu lại là đây là đại đức danh non. Chủ trì chùa Dòng Đá. Dạ con tên là Phụng. À. Hôm nay con lần đầu tiên con đến đây. Dạ. Thì con cũng nghe được là chùa mình là chuẩn bị tổ chức đua ghe ngò đó. Dạ, rồi con cảm ơn đại đức. Cũng rất là hân hạnh có duyên thì trên đường đi cũng gặp được đại đức. Dạ, con cảm ơn đại đức. Thì với cái khánh đài đó. Dạ. Đây là chùa Dòng Đá. Con chùa mình có bao lâu rồi hả đại đức? Chùa 1532. Có từ năm 1532. Dạ. Trời vậy là gần 500 năm rồi. Ôi trời ơi, ngôi chùa này gần 500 năm rồi quý vị ơi. Trời ơi, lâu dữ vậy ha đi đức. Vậy là ngôi chùa này có thể là đầu tiên của tỉnh Kiên Giang không đại đức? Không phải đâu. Vậy hả? Đầu tiên khác chùa. Tại vì tỉnh Kiên Giang con biết có cái chùa Láng Cát. À, chùa Láng Cát. Thì cái chùa đó cũng rất là lâu rồi đó đại lâu đức. Hơn chùa này. Dạ. Hơn lâu hơn mấy năm. Dạ. Phong cảnh ở đây rất là đẹp quý vị ơi. Cái ngôi chùa Dòng Đá của mình thì được cặp ngay chân cái góc kinh. Kinh xã Bàn Thạch luôn. Kinh của xã Bàn Thạch luôn. Dạ, rất là đẹp. À, thì con có duyên gặp đại đức, hôm nào con đến con quay chùa được không? Dạ, dạ. Dạ, được ha. Dạ. Dạ, rồi con xin phép đại đức, con cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Khăn đại lễ đó bên kia. Bên nào đại đức? Đó, đó. À ngày mai mình sẽ tổ chức đua ghe ngò bên cái khán đài đó. Dạ ngày thứ bảy. Dạ ngày thứ bảy. Dạ. Trời cái cây này chắc mấy trăm năm rồi quá. Tới đâu từ 50-60 vậy đó. Vậy hả? Để xe bên kia đi. Dạ. Bên chợ.
Dạ. Thì con cũng tính đi một vòng chợ. Dạ. 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 Con ở Rạch Giá. Dạ. Con cảm ơn Đại Đức nhiều. Dạ. Con chào Đại Đức. Dạ. Bên tay phải Phụng là chùa Dòng Đá. Rồi, trước chùa Dòng Đá thì có con sông. Thì bên con sông bên kia đó là chợ Bàn Thạch. Bây giờ thì Phụng sẽ đi qua cái cầu sắt để đi qua chợ Bàn Thạch nha. Rồi. Đây thì bây giờ thì cũng gần 8 giờ thì bà con đi chợ về nè. Đi chợ về hả cô? Đi chợ sớm có gì cô? Chợ sáng đi bán đồ cô. Ủa cô bán gì vậy? Bán chuối. Chuối nướng hả? Không đâu, bán chuối trái đó. À chuối bán từ lúc mấy giờ vậy? Bán rồi gần cũng sáng rồi mới lội đi, không biết mấy giờ nữa. Giờ mới có 7 giờ mấy rồi, bán hết rồi đó hả? Bán hết rồi cô ơi. Trời bán đắt quá ha. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Đi vậy. Dạ chào cô. Bây giờ Phụng sẽ chạy đến chợ Bàn Thạch. Bên kia sông là chợ Bàn Thạch đó quý vị. Khi qua cầu thì mình thấy một cái quán bán chuối chiên. Chuối chiên rất là lớn ha. Chuối chiên rồi bánh thị yến. Trời ơi nhiều bánh ngon quá. Bánh thị yến nè, chuối chiên nè, rồi bánh gì tròn tròn với em? À bánh cam mặn. Bánh cam mặn nha. Ôi ôi thơm quá à. Cô bán chuối chiên nè. Thì bán sao gì? 4 cái 10 ngàn nha. Quá chị ghẻ ha. Dạ. Quá chị ghẻ chút xíu không quay lại em mua nha. Dạ. Em cảm ơn chị ha. Dạ. Đây thì mình cũng đảo nhanh một vòng chợ. Thì chợ quê thì cũng bán cũng trong buổi sáng thôi quý vị. Bán loanh quanh ngoài chợ. Bây giờ thì cũng khoảng 8 giờ hơn thôi. Thì chợ Bàn Thạch thì cũng thấy thì chủ yếu bán quần áo nha. Rồi bán những cái vật dụng gia đình. Chợ này thì chắc là bán rất là sớm. Cho nên là bây giờ thì cũng thấy ít người đi chợ. Chị ơi, sao em thấy chợ mình giờ này sao cảm thấy ít người quá vậy ta? Chợ này ít người. Gì hả? Chợ mình có đi chợ từ sớm hả? Ừ, chợ này ít người. Giờ này hết rồi. Bán đồ giờ này hết rồi. Giờ này mới có chưa được 8 giờ sáng mà chị. Vậy hả? Bán thì bán đồ ở Đảng Thăng mà. Còn mua đó thì cũng như thế này. Bán ở đâu chủ yếu gì? Ở sao đó. Ở sao chủ yếu hả? Ừ, có cá có gì đó. Bán ở đó còn đi thì mua đi có chợ ở dưới đó. Chợ này thì chủ yếu là bán bánh nha, bánh này nè. Chợ này thì bán bánh đồng quê. Đây chuối nướng nếp. Món ăn đồng quê nha. Rất là ít người bán. Chị bán gì vậy? Bán chuối chiên ha. Dạ, em cảm ơn chị ha. Bên này cũng bán bánh thôi, chuối chiên chuối nướng. Còn bên này thì rất là nhiều món nha. Bánh tầm. Quá trời nhiều món luôn nha. Bánh tầm nhà làm hả chị? Trời ơi giỏi quá vậy. Vậy hả? Vậy hả? Chị ở đâu nhìn lại? Em ở Rạch Giá nè, lần đầu tiên em đến chợ xã mình nè. Còn đây là bánh tầm mà với lại không cái này cái gì cái quên này, bánh tầm xí mại. Rồi chè bắp giả ha, chè xôi nước nha. Trời chắc em thèm bắp giả quá. Chị bán em gói bắp giả chị. Là bò cơm cháy. Em thèm cái đó, em thèm cái cơm cháy đó. Tại vì em cũng gấp đi.
chị? Chị bán đây lâu năm chưa? Lâu rồi chị. Vậy hả? Mình làm chè gì là mình làm luôn hả? Dạ làm ơn thôi. Ờ, im ha. Làm giùm em một cái gói bắp giả đi. Rồi bên này cũng bán, con đường này là bán đồ ăn vặt cái gì á? Đồ ăn vặt ở bên dưới đây. Là cái con đường này ha, nãy giờ em vô thấy chú chiên rồi bánh mì yến nè. Này bánh mì dưới đây. Đây ban ngày mình ngày thường mình cũng có bánh tét luôn nha. Có. Bánh tét bán hàng ngày hả chị? Dạ 2 3 ngày mới bán một lần. Bánh tét bánh bắp. Chị gói luôn hả? Dạ. Trời bên này cũng đủ món bánh luôn. Chợ này là bánh nhiều quá. Ta nói là vô đây nó chào chào bánh hả chị? Trời xôi nè, xôi trà bông nha. Bánh này chị cô làm hả? Bánh này làm nhà. Chị làm. À. Bánh lá dứa rồi bánh đúc. Bánh đúc gân. Bánh đúc gân luôn nha. Thèm quá. Xôi. Coi gã lấy tiền không đó. Sao mà phải gã? Đeo vàng thấy ham luôn kìa. Ủa sao cô sao mà phải gã vậy? Chưa có gia đình hay gì? Ông mất. Ủa? Năm mấy này. À rồi mấy đứa con rồi? À, mấy đứa con có vợ có chồng hết rồi cô ơi, còn ở cái mình ơi. Trời ơi, chồng mất mấy năm vàng đeo lủng lủng. Thôi giờ bây giờ thì lấy cho em đi, đâu có ăn hết được. Lấy cho em 4 cái ha. Rồi chút xíu quay lại. Dạ dạ. Rồi bên này là Phụng mua cái hộp bắp giả. Bắp giả thì cơm cháy nha, Phụng rất là thích ăn. Chị mở cái hộp mà em. Bắp giả cơm cháy nha. Ăn thử. Nó quay nha chị, mà nó quay được chưa mà nó không. Ê, quay vô mặt bả. Ê, nó quay ra, bả quay được. Bánh này thì cơm giấy thì nó rất là ngon nha. Bắp giả. Có dừa, có mè, cái béo mặn mặn. Rất là ngon. Vừa xong đấy ha. Dạ. Ngon quá. 5.000 một hộp. Vừa ngon rẻ luôn, cảm ơn chị. Có mình làm ăn kiếm ông khác nữa. Kiếm ông nào nữa? Kiếm đâu cô coi có ông nào vừa ý kiếm cho chị nữa đi. Trời. Rồi bốn cái nhiêu? 10.000. Cái này là khuyến mãi cho Phụng nghe chứ, 1 cái là 3.000 nha. Cái này là 4 cái. Đây rồi. Khuyến mãi cho Phụng cái. Khuyến mãi cho Phụng cái rồi, Phụng cảm ơn gì nha. Cảm ơn nha. Rồi để Phụng tranh thủ Phụng đảo một vòng chợ này nữa, để một chút xíu nữa là chợ sẽ khoảng nói khoảng trưa là chợ sẽ bán hết á. Này là chợ bán đồ tươi, rau củ, cá. Còn bên này thì chợ nhà lòng thì bán bách hóa nha, quần áo mỹ phẩm rồi. Rồi phía sau này thì rất là nhiều đồ. Phía sau này thì bà con mình bán giống như chợ phiên họp gì á, họp chợ. Bán khoảng trưa xong là tan chợ đó.
bên trong là chợ Nhà Lòng, còn bên ngoài thì bán em bịch đậu nành đi. Quay em ở đâu đi quay vậy? Em ở Gạch Giá. Tại vì nhiều quá rồi em mua mua ủng hộ đi. Dạ. Sữa đậu xanh, sữa đậu nành bà con ơi. Đậu xanh thì 2 bịch 15 ngàn, đậu nành thì 2 bịch 10 ngàn. Rồi. Ngoài mẹ vô nha, mẹ vô ủng hộ cho chị nha. Vô. Sữa rất là ngon nha. Sữa ngon lắm, thiệt chứ không thiệt. Thiệt á, quan trọng là chất lượng. Dạ. Ôi. Này trời. Trời ơi, cá này cá 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 mới đau không? Cá đập ruộng nè. Không biết đau tiếp em không? Nó ghẻ về cái. Gì hả? Ừ. Mua trái đi. Rồi chơi trái đi 10 ngàn bạc. Đợi xíu đi 10 ngàn phải không? Vậy hai trái đi 20 ngàn. Lấy bà bự nè. Thôi chắc một trái được rồi chị ơi. Trái tại vì em chạy đường xa quá. Không có tay cầm. Hai trái đi. Cá này là cá ở trong ruộng hả? Cá hả? Cá chốt nè. Ừ, cá chất độc mà. Ở trong ruộng hả? Ừ. Chị đâu chị quay vậy? Đất tìa, ở Gạch Giá. Ừ. Này chị bán hay gì? Gì hả? Đây cũng bán này mới coi kìa, chợ quê kìa, hôm ta ghi chợ quê cái ông kia, ông ghi lên YouTube á, ông ghi vòng 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 chợ này. Ủa chị này bán hay chị kia? Chị bán bí đao. À chị bán bí đao, chị bán cá. Alo bé hả? Ừ, đây em đi. Đây là những món đồng quê nha. Còn cô đồng mấy con mua đi chị ơi. Cái chốt cũng bán luôn. Cua đi. Trời ơi cua nữa kìa. Cái chốt tiếp đi. Trời ơi phải nhà gần em mua rồi. Em đi tới chiều mới về. Em ở Gạch Giá lận. Ờ trời ơi im quá. Cứu nhà nè. Cứu nhà. Ừ, có cái nào sống không? Có nè. Sống chưa chín á. Cái này nè. Rồi lấy nãy đi. Để em chạy tới chiều lắm. Rồi, một nải chuối luôn. Nhiêu chị? Nải chuối nhiêu chị? 7 ngàn. Trời ơi. Quan trọng nó sống em chạy đừng có bị dập là được rồi. Sống rồi, sống rồi. Nó có 9 con trái nè, đem hơi nè, bị già mổ. Ờ, im quá, gà. Bữa nay Phụng được ăn chuối quê nghe. Chuối này là đảm bảo là ngon, chất lượng không có thuốc nha. Chín, chín tự nhiên hả? Chín tự nhiên á. Sau khi đi một vòng chợ Bàn Thạch thì Phụng thấy chợ ở đây là một chợ xã, cho nên chưa chưa một chút xíu thì chợ cũng bắt đầu tan. Thì quý vị có thấy con đi chợ cũng rất là sớm, cho nên hiện tại thì chợ cũng đang thu dần. Thì ở đây thì Phụng thấy chợ chủ yếu là bà con là những cái hàng do mình tự sản xuất, tự trồng và hàng thì cũng thấy cũng rất là ngon và giá cả thì cũng rất là rẻ đó quý vị. Quý vị thấy chợ của xã Bàn Thạch thì như thế nào? Ở đây là một cái chợ thì nói chung là bà con đồng bào dân tộc Khmer sống trên gần 70%. Video của Phụng đến đây thì kết thúc. Phụng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phụng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.